lại với em nhá, em sẽ phát lại livestream mới này. Và sẽ xả tiếp cắt mẫu giá trị từ 49k. Mọi người vào xem livestream lại với em nhá, mọi người chia sẻ livestream đi ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhá, chia sẻ 5 nhóm, share 5 nhóm. Mọi người share 5 nhóm để được nhận áo không đồng nhá, mọi người vào xem lại với em đi ạ. Em sẽ phát lại livestream mới và sẽ xả tiếp, cắt mẫu tiếp nhá. Chỉ giá chỉ từ 49k thôi ạ, cam kết chất lượng. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi ạ. Mọi người share 5 nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Xong rồi em sẽ tặng em sẽ chơi mini, em tặng áo nỉ kẻ như em đang mặc. Chào chị Phan Yến ạ. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem đi ạ. Ai đang xem comment cho em biết là đang xem nhá. Lên là 120 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game. Chơi mini game để tặng áo nỉ kẻ như em đang mặc. Với cả sẽ xong rồi sẽ xả các mẫu nhá. Mỗi mẫu chỉ còn rất số lượng rất là ít thôi ạ. Mọi người xem 5 nhóm để được nhận áo không đồng. Lên 120 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Chào chị Mai Lê nhá. Mọi người ai đang xem thì nhớ là share livestream cho em nhá. Share livestream để chơi mini game nhận áo không đồng. Mọi người vào xem lại livestream với em đi ạ. Chào chị Thanh Tuyền nhá. Mọi người ai đang xem thì chấm cho em một cái để em biết là mọi người đang xem nhá. Xong rồi em sẽ chơi mini game để tặng áo cho mọi người. Rồi sẽ xả tiếp các mẫu còn lại. Áo em đang mặc là áo nỉ nhá. Áo nỉ da cá có giá là 89.000 một cái. Áo nỉ da cá có giá là 89k một cái nhá. Mọi người share livestream nhiều nhiều lên cho em. Để lên 120 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng áo không đồng cho mọi người. Chào chị Điêu Thị Phương Huyền ạ. Có váy nhá, mọi người tí nữa em sẽ like từng mẫu một xả cho mọi người. Bây giờ mọi người sẽ live stream cho em để lên 120 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Mọi người share live stream cho em đi ạ. Nếu mà ai đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết là đã chia sẻ nhá. Lên 120 người xem. À nhà em có Shopee nhá. Lên 120 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng áo nỉ. Tặng áo nỉ như em đang mặc cho mọi người. Mua một hộp mới luôn á. Áo nỉ em đang mặc bình thường là có giá là 89k nhá. Thế nên là mọi người chơi mini game thì sẽ được tặng áo không đồng. Thế nên là mọi người không tội gì mà không chơi mini game cả. Mọi người nhớ là share 5 nhóm cho em để được chơi mini game. Bùi Phương Hoàng Anh, Lanh Yêu giấu đâu rồi ạ? Đâu rồi em? Áo em đang mặc có bán nhá. Áo em đang mặc có giá là 100 à nhầm, áo em đang mặc có giá là 89k thôi ạ. Áo nỉ chất cực kỳ đẹp nhá, chỉ có giá là 89k thôi. Mọi người mà mọi người tí nữa chơi mini game thì sẽ được tặng áo này không đồng đấy ạ. Thế nên là nếu mọi người cứ chơi mini game đâu biết đâu mình sẽ may mắn được tặng áo không đồng. Ai bảo chị Phương Anh check đơn cho để vào gửi áo. Có lên nhá. Tí nữa em sẽ like lên. Bây giờ em sẽ tặng chơi mini game trước. Hả? Chị Phương Anh check bill chưa ạ? Để em gửi hàng. Ok, bây giờ em sẽ chơi mini game luôn. Em sẽ chơi mini game luôn cho mọi người nhá. Chị My ơi, viết cho em. Em sẽ chơi mini game này, viết một con số nhá. Viết một con số để cho mọi người đoán. Chơi đoán số cho trò khác đi. Chơi trò khác. Chia sẻ mạnh tay lên xong rồi đọc. Đọc luôn à? Thôi bây giờ em sẽ tặng luôn cho mọi người. Tặng luôn cho ai mà chia sẻ nhiều nhất nhá. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng áo nỉ này dành cho 3 người. Mọi người share livestream nhiều lên cho em đi ạ. Share càng nhiều chơi đông đông càng vui nhá. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại. Em sẽ tặng áo này dành cho 3 người may mắn nhất với cả chia sẻ livestream nhiều nhất nhá. Mọi người phải chia sẻ livestream càng nhiều
thì mới cơ hội tặng quà càng cao. Chị đơn chị, đơn chị em ship Shopee nhé. Chị Vạn Ngọc. Ok, lát nữa em cho đơn nhá. Mọi người comment trên là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng cho ba người có lượt chia sẻ nhiều nhất với cả may mắn nhất nhá. Mọi người comment là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại đi ạ. Và mọi người nhớ là xe càng nhiều thì càng được tặng. Xe càng nhiều thì cơ hội càng nhiều. Nhưng ai đã comment mua hàng giá rẻ thì lát bài đọc một con số bất kỳ. Nhưng ai đã comment mua hàng giá rẻ thôi nhá. Thì đọc một con số bất kỳ, comment con số cái số vậy thì mới tặng nữa. Chỉ áp dụng cho ai đã comment mua hàng giá rẻ thôi, nếu không comment đủ hai đôi không tính. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại. À, áo em đang mặc có giá là 89k nhá. Áo em đang mặc là áo nỉ có giá là 89k. Bây giờ em sẽ tặng dành cho ba người may mắn nhất áo này, áo nỉ như em đang mặc nhá. Em sẽ dành tặng luôn cho ba người. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại. Áo em đang mặc có giá là 89.000. Mọi người comment cho em là mua hàng giá rẻ kèm số điện thoại đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ cho em 5 nhóm nhá. Xe 5 nhóm này được nhận áo không đồng. Áo em đang mặc có giá là 89k. Bây giờ mọi người comment cho em một con comment số. Bây giờ mọi người comment cho em là bây giờ mọi người comment cho em là 68 kèm số điện thoại nhá. 68 kèm số điện thoại, xong rồi em sẽ tặng cho ba người bất kỳ. Mọi người comment 68 đối với những ai đã comment là mua hàng giá rẻ nhá. Mọi người phải comment đủ 2 lượt cho em thì mới được tính nhá. Nếu mà lúc nãy ai đã comment là mua hàng giá rẻ rồi thì bây giờ mọi người comment cho em là 68 kèm số điện thoại. 68 kèm số điện thoại nhá. Mọi người phải comment đủ 2 bước thì mới được tặng. Rất là dễ. Chỉ việc comment thôi ạ. Dễ sẽ chọn ra 3 người may mắn nhất để được nhận áo nỉ không đồng nhá. Mọi người comment là 68 kèm số điện thoại. Em sẽ tặng cho 3 người may mắn nhất này. Và mọi người nhớ là share livestream giúp em nhá. Share livestream giúp em, ai chia sẻ càng nhiều thì lượt thì cơ hội càng nhiều nhá. Giá là 68 kèm số điện thoại. Mọi người comment là 68 kèm số điện thoại nhá. Nếu mà ai comment 68 ấy mà chưa comment mua hàng giá rẻ thì sẽ không được tính đâu nhá. 68 kèm số điện thoại đi ạ. Mọi người comment nhanh tay lên đi ạ, em sẽ chọn ra 3 người may mắn nhất. Em sẽ chọn ra 3 người may mắn nhất nhá. Bây giờ mọi người comment cho em là 68 kèm số điện thoại. Ok, bây giờ em sẽ chốt này. Bây giờ em sẽ tặng áo cho 3 người nhá. 3 người này. À, đầu tiên em sẽ tặng cho chị. Chị Nguyễn Oanh nhá, chị Nguyễn Oanh không giấu này. Chị Nguyễn Oanh không giấu này. Chị Mai Hoa một cái này. Chị Mai Hoa một cái này. Và một chị cuối cùng đó là chị Phương Anh không giấu nhá. Chị Phương Anh không giấu ạ. Ok. Ok, em đã tặng đủ cho 3 người nhá. Mọi người cáp lại màn hình rồi inbox cho em nhá. Sau em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người với cả xem mọi người có comment đủ các bước không nhá. 3 người em vừa đọc, mọi người nhớ lại cáp lại màn hình rồi inbox cho shop em để được nhận áo không đồng nhá. Bây giờ em sẽ bán mẫu em đang mặc. Bây giờ em sẽ bán mẫu em đang mặc nhá. Mọi người đừng comment nữa ạ. Bây giờ em sẽ bán mẫu em đang mặc áo nỉ nhá. Áo nỉ em đang mặc có giá là 89.000. Áo nỉ em đang mặc có giá là 89k nhá. Chất nỉ da cá. Đây ạ, chất nỉ da cá rất là đẹp. Giá kiểu thụng thụng nhá, tầm dưới 65 cân đổ về mặc vừa. 65 cân đổ về mặc vừa nhá. Giá là 89k. Em sẽ like từ mẫu 1 cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ like áo em đang mặc trước này. Áo nỉ này có giá là 89.000 nhá. Ai lấy thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại.
Mẫu này dưới 65 cân mặc vừa, ai mà bầu bì cũng bon trên thoải mái đấy ạ. Giá là 89k kèm số điện thoại nhá, số lượng rất là ít. Số lượng còn rất là ít nhá. Ship Hà Nội đồng giá 22k nhá. Chị Hân Ngọc 89k này. Ship Hà Nội nhà em đồng giá là 22k, còn tỉnh là 30 đến 35k nhá. Ship Thanh Hóa tầm 30 đến 35k mọi người ạ. Chị Hiên Khai 89k này. Mẫu áo kẻ này nhà em chỉ còn số lượng ít thôi nhá. Thế nên là ai chốt nhanh thì xe được. Giá là 89k một cái này. Cực kỳ dễ mặc luôn ạ. Mọi người mặc với cả chân váy hay là quần dài, quần sóc các kiểu đều ok nhá. Giá là 89.000. Nhà em có Shopee nhá. Đây ạ, dáng thục mặc lên kiểu rất là xinh. Rất là xinh luôn ạ, béo gầy đều ok hết nhá, rất là giống người. Nhà em ở Hà Đông nhá. Mặc kiểu không bị lộ người ấy. Kiểu béo không bị lộ người mà gầy thì nhìn không bị gầy. Chị Anh Zoro 89 này. Có áo len nhá, tí nữa em sẽ like từ mẫu một cho mọi người này. Mẫu kẻ nhà em chỉ còn mấy cái thôi nhá. Ai lấy thì chốt nhanh cho em là 89k kèm số điện thoại. Ai lấy thì chốt nhanh cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. Chất nỉ da cá nhà em cam kết chất lượng luôn cho mọi người. Mọi người có thể được kiểm chất trước khi nhận hàng nhá. Thế nên mọi người cứ yên tâm đi ạ. Giá là 89k. Ai lấy các mình cho em là 89k kèm số điện thoại. À em cao 1m6 47 cân nhá. Em cao 1m6 nặng 47 cân ạ. Mẫu này thì là dáng kiểu dáng thụng, dáng nỉ thụng. Thế nên là mọi người béo hay gầy đều mặc ok hết, không sợ. Nói chung mặc béo hay gầy đều mặc rất là đẹp. À áo có bo gấu nhá đây ạ. Áo có bo gấu nhá. Chị Ngọc Hà Phạm 89k này. Áo bo gấu nhá. Thế nên áo bo gấu thì nó mới là dáng thụng được ý ạ. Nếu mà không bo gấu thì nó lại thành dáng suông rồi nhá. Có máy cắt nhỉ bà nhỉ? Máy cắt phải mua máy cắt ở Trung Quốc mấy triệu không ơ. Máy cắt lớn lớn như tôi mua mấy chục cái về cứ hết. Hỏng hết à? Giá là 89k này. Chỉ còn mấy cái nữa thôi ạ. Nếu mà ai lấy thì chốt nhanh cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. Còn mấy cái nữa thôi mọi người chốt nhanh đi ạ. Nếu mà tắt live stream này sẽ chở sẽ không có giá 89k nữa đâu nhá. Đây là đằng sau này. Rất là dễ mặc nhá. Váy dáng rộng. Váy dáng rộng. Không có. À váy kẻ này. Nhà em có một cái váy kẻ nhá. Có váy kẻ. Đây ạ. Váy kẻ này chỉ có duy nhất một cái này thôi nhá. Duy nhất một cái kẻ trắng này. Duy nhất một cái kẻ trắng. Chị Trần Thị Ngọc Ánh một cái 89 này. Áo em đang mặc là giá 89k thôi nhá. Còn mấy chiếc thôi ạ. Ai lấy thì chốt nhanh cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. Em có một cái váy nỉ kẻ này. Váy nỉ kẻ dáng suông nhá. Váy này còn duy nhất một cái kẻ trắng giá là 99k. Giá là 99k nhá. Cái này ở đằng sau có mũ này. Mẫu này mọi người tầm dưới 61-62 cân mặc vừa nhá. Nó là dáng suông ạ. Bầu bì cũng bon chen thoải mái nhá. Bởi vì đây là chân nỉ rất là co giãn. Đây ạ, chân nỉ da cá cực kỳ đẹp nhá. Còn một cái ai lấy thì comment cho em là 99k kèm số điện thoại này. 99k kèm số điện thoại nhá. Còn duy nhất một cái thôi ạ. Váy kẻ. Chị Huỳnh Anh lấy váy kẻ trắng đúng không ạ? Nếu mà đúng thì ok cho em nhá. Đây là chất nỉ nhá mọi người. Cái này đây là hàng chất nỉ nhá. Chị Huỳnh Anh lấy váy kẻ trắng này. Váy kẻ trắng hết rồi nhá. Bây giờ áo kẻ của em đang mặc chỉ còn mấy cái thôi ạ. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 89k kẻ kèm số điện thoại nhá. 89k kẻ kèm số điện thoại. Cái này là chất nỉ da cá nhá mọi người. Mặc thời tiết này là ok rồi đấy ạ. Thời tiết nó đang giao mùa mát mát một tí, mọi người mặc là ok rồi. Váy yếm bi này. Váy yếm bi cũng còn đúng một cái nhá. Buộc nơ ở tay. Chị Hà Kim lấy 89k này. Váy em đang mặc. À em đang mặc là áo nhá. Còn chân váy thì không bán ạ. Em đang mặc là áo nỉ nhá. Áo nỉ 89k. Chị Su Su này. Phải cái này không nhỉ? Sao?
này này. Cái màu của nó đấy. Đúng rồi. Thử thử đi. Chị su su một cái kẻ này. Cái túi đục đục ấy. Đục đục chắc là đúng. Đúng rồi. À mọi người ai lấy áo N5 mặc nữa thì comment cho em là 89k nhá, chỉ còn số lượng rất là ít thôi ạ. À váy yếm bi này, váy yếm bi còn duy nhất một cái nhá, giá là 89.000. Mẫu này dưới 57 cân 58 cân đổ về nhá. Đây ạ, buộc nở tay nhá, mẫu này thì rất là hot rồi. Này, Tâm Giang đây bỏ cái nỉ có size ấy, màu vàng màu bụng đấy. Màu vàng màu đỏ còn được. Bây giờ còn đúng một cái nhá, đây ạ. Chất nhá, ở trên là chất van này, ở dưới là chất u mì co giãn rất là dày dặn. Giá là 89k. Ai lấy thì comment cho em là bi 89k kèm số điện thoại nhá. Còn duy nhất một cái bi 89k kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Hồng Nhung lấy áo em đang mặc đúng không ạ? Chị Nguyễn Hồng Nhung là lấy 89k áo em đang mặc đúng không ạ? Chị Hồng Nhung là lấy áo em đang mặc nhá. Áo em đang mặc có giá là 89k. Chỉ còn mấy cái thôi nhá mọi người, chốt nhanh cho em đi ạ. 89k kèm số điện thoại nhá, chất nỉ da cá này. Chất nỉ da cá nhá. Mọi người ai mà lấy váy bi thì comment là bi 89k kèm số điện thoại nhá, chỉ còn duy nhất một cái váy bi thôi. Váy yếm bi nhá. Áo em đang mặc ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ, xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Chị Thu Giang mà lấy yếm bi thì comment cho em xin số điện thoại. Mọi người phải để lại số thì em mới chốt đơn được nhá. Mọi người phải comment cho em theo đúng cú pháp. Nếu mà không có số điện thoại thì em sẽ không chốt đơn được đâu ạ. Ai lấy áo đây nữa không ạ? Giá là 89.000 này. Dưới 65 cân mặc vừa nhá. Chị Thu Giang lấy váy bi này. Ok, em sẽ qua mẫu khác luôn ạ. Nếu mà ai lấy thì để lại cho em số điện thoại nhá. Để lại cho em 89k kèm số điện thoại, em sẽ qua mẫu luôn cho mọi người. Khác này. À áo nỉ như em đang mặc, áo nỉ như lúc em đang mặc chỉ có một màu thôi nhá. Cái đầm bi. Vâng ạ. Chuyện gì? Áo nỉ kẻ cơ mà. À đầm bi chỉ có một màu thôi chứ làm gì có màu khác đâu ạ. Màu đỏ chỉ có hai cái hả chị? Ở đây hết rồi. À em qua mẫu áo nỉ chữ nhá. Áo nỉ chữ đằng sau có mũ này. Mẫu này chỉ có số lượng rất là ít. Số lượng rất là ít nhá. Màu vàng còn 4 cái, 4-5 cái. Màu vàng còn tầm 5-6 cái nhá. Màu đỏ còn 2 cái này. Có thấy chị Hương Nguyên. Có sai à? Màu vàng này thì sai ở đâu? À cái này có sai nhá mọi người. Áo nỉ này có sai nhá. Nờ này. Không thấy. Chị Lương Trinh vàng này. Áo này bao nhiêu nhỉ? Áo anh đang mặc là áo nỉ chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Giá là 115.000. Giá là 115.000. Như toàn lờ hay sao ấy. Áo em đang mặc nhá, em cũng đang mặc là size L. Đây ạ, nhưng mà không hề rộng đúng không ạ? Áo em đang mặc là size L nhưng mà không hề rộng đâu ạ. Mọi người ai lấy thì comment cho em là 115k kèm màu nhá. Chị Lương Trinh lấy một vàng này. Ok ạ, mọi người ơi, cái này rất là dễ mặc. Mẫu này là giá 115.000 nhá, nhưng mà chất cực kỳ dày dặn luôn này. Ở bên trong có lót bông nhá. Ở bên trong là lót bông. Đây là áo nỉ lót bông nhá. Chất cực kỳ dày dặn. Dưới 62 cân mặc vừa nhá. Đây ạ, có túi này. Có túi ở hai bên ở đằng sau có mũ nhá. Có màu vàng với cả màu đỏ.
màu đỏ còn đúng 2 cái. Ai lấy thì chốt cho em là 115k kèm màu này. Màu đỏ đấy nhá. Hai màu này. Nỉ lót lông. Ok chị Lương Trinh ạ. Đây nhá, màu đỏ này, màu đỏ ngoài, màu đỏ ngoài sẫm hơn nhá. Màu đỏ ngoài là màu đỏ đô, đẹp hơn ở trong cam đấy ạ. Giá là 115.000 một cái này. Chất nỉ lót bông cực kỳ dày dặn luôn. Mọi người chỉ cần mặc một cái là đủ ấm. Giá là 115.000 nhá. Ai lấy thì các mình trên là 115 kèm số điện thoại. Thôi em sale luôn áo này còn 110 cho mọi người nhá. Chỉ còn mấy cái thôi, em sale nốt cho mọi người còn 110k. 110k nhá. Màu đỏ còn 2 cái này. Màu vàng còn tầm 5 cái nhá. Màu vàng còn tầm 5 cái, màu đỏ còn 2 cái này. Ấy quá thôi, một đứa lên nó hàng đi. Một người giá là 115.000 nhá. Một hôm đằng sau là áo không bán nhá. Đây ạ, ai lấy thì chốt cho em là 115k kèm màu. 115k kèm màu nhá. Đây là nỉ lót bông. Nỉ lót bông 115.000. Ai lấy thì chốt cho em đi ạ. 115k này. Màu vàng với cả màu đỏ nhá. Hai màu mặc lên rất là nổi. Một trăm mười k đỏ. Ok chị Lê ra một cái màu đỏ này, chị Thanh Tuyền một cái màu vàng, chị Thanh Tuyền một cái màu vàng này, chắc cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đây là lót bông nhá mọi người, đây là nỉ lót bông nhá. Chị Nhi Phan một đỏ một vàng, ok ạ. Chị Nhi Phan này đỏ hết luôn nhá, màu đỏ hết luôn nhá, bây giờ chỉ còn màu vàng thôi ạ. Một đỏ một vàng này. Em cao 1m6 nặng 47 cân ạ. Chị Hoàng, chị Hồng Nhung một vàng này. Giá là 110.000 nhá. Bây giờ chỉ còn tầm 3-4 cái vàng thôi ạ. Nhà em sale giá là quá rẻ rồi. Giá là 110.000 thôi nhá. Bởi vì đây là chất nỉ lót bông ở bên trong. Lót bông ở bên trong chứ không phải hàng nỉ mỏng tanh đâu ạ. Đây là chất lót bông nhá. Còn tầm 4 cái màu vàng. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 110k vàng kèm số điện thoại. Màu vàng này là màu vàng mù tạt nhá, không phải màu vàng chóe đâu ạ. Mặc lên rất là đẹp. 56 cân, 55 cân mặc size này là vừa rồi ạ. Như em đang mặc nhá. Mặc size như em đang mặc là size L. Có cả size XL này. Có cả một cái vàng size XL nhá. Nếu mà ai tầm 65 cân nhá thì mặc size XL ok nhá. Bởi vì cái này là nó là form rộng, thế nên là nó cũng chả tranh nhau mấy đâu ạ. Cái đó free size 50, chị Nhi Phan 58 cân là mặc size L là vừa rồi ạ. Em lấy size vừa chị rồi nhá. Giá là 110.000 này. Chỉ bây giờ chỉ còn duy nhất màu vàng thôi ạ. 110k vàng. Ok chị Phạm Duyên này, chị Phạm Duyên lấy size L là vừa rồi. Chị ơi. Bây giờ chỉ còn tầm 3 cái màu vàng này. Ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. 110k nhá. Chỉ còn duy nhất màu vàng thôi ạ. Không có màu khác đâu nhá. Còn duy nhất màu vàng. Giá là 110.000 đây này. Còn ai lấy nốt không ạ? Nỉ lót bông nhá. Nói chung là mọi người cứ yên tâm đi. Nhận hàng đi, mặc chỉ có thích thôi. Lên dáng rất là đẹp, rất là dễ mặc nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 110k kèm số điện thoại. Mặc lên rất là yêu. Ok, xong rồi sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Còn ai lấy nữa không ạ? Em sẽ qua mẫu khác nhá. Mặc lại mắt nữa. Bà không sơ xét chỉ đi nào. Đây xong rồi tôi ra xem. Mặc lại này nhá.
59k. À chị Dung Nguyên 110k hộp này. Chị Dung Nguyên lấy áo nỉ 110k hộp. À chị Lê Giang là cho em một cái vàng size XL nữa. Size bác tới nữa, size bác 139.000 ấy. Này, chị ơi, chị Lê Giang size XL đây này. Vâng ạ, à, hôm nay nhà em lấy hàng mới thôi nhá. Size bác 139k. Đây nhá. Chưa bỏ xuống ấy. Đây này, em sẽ qua mẫu nỉ mắt này. Qua mẫu nỉ mắt nhá. Ok chị Dung Nguyên ạ. Em qua mẫu nỉ mắt này. Đây ạ, cực kỳ đẹp luôn nhá. Tua rua này. Tua rua nhá. Giá như thế nhỉ? Giá áo nỉ mắt này là 89k nhá. Cái này là màu hồng đậm. Màu hồng đậm mặc không hề kén da đâu ạ. Không hề kén da đâu nhá. Nói chung là rất là dễ mặc. Kiểu rất là xinh này, xẻ xẻ rất là xinh nhá mọi người, mặc là chân váy hay là quần quần kiểu cạp cao ấy ạ, rất là đẹp. Cái màu hồng đấy ở trong cam nhìn màu không đẹp. Ở trong cam nhìn không đẹp bằng ở ngoài đâu, ở ngoài nhìn màu rất là đẹp nhá. Giá là 89k này đấy ạ. Chất nỉ nhá. Kể có hai cái mắt đấy rất là xinh. Ai lấy thì comment cho em là mắt 89k kèm số điện thoại. Ai lấy thì comment cho em là mắt 89k nhá. Ai lấy comment cho em là mắt 89k kèm số điện thoại. Váy len nhưng hôm nay không có váy len ạ. Đây nhá, em xả tiếp set vest này. Xả tiếp set vest nhá. Vest. Xả tiếp set vest. Đây ạ, set vest bao gồm một chân váy này. Một chân váy nhá, ở bên trong có quần lót ở bên trong. Áo vàng ạ. Đây nhá, áo vàng lúc nãy em vừa mặc này. Áo vàng lúc nãy em vừa mặc đây nhá. Đây là áo nỉ lót bông. Đây là áo nỉ lót bông nhá. Giá là 110.000. Chỉ còn tầm 2 cái thôi. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 110 kèm số điện thoại. 110 kèm số điện thoại nhá. Set vest kẻ này có giá là 99k này. Set vest kẻ này hôm nay nhà em sale với giá là 99k. Cả một set nhá. Cả một set này bao gồm một áo vest với cả một chân váy kẻ này, một chân váy dáng chữ A nhá, có quần ở bên trong. Thế nên mọi người không sợ bị lộ đâu ạ. Giá là 99k một set. Áo vàng chị Lê Yến này, dồn. Chị Lê Yến dồn vàng này. Đây nhá, cả một set này với giá là 99.000 một set này. Đây ạ. Chất mềm rất là đẹp nhá. Màu kẻ này mặc lên rất là sang. Màu kẻ này mặc cực sang nhá. Giá là 99k một set. Cái này là chất vải mềm mỏng ý ạ. Thế nên là mọi người mặc thời tiết này là ok rồi nhá. Chị Trần Thu Hiền 110k này là hết nốt này. Nỉ vàng hết rồi nhá. Cái nỉ vàng lúc đấy hết rồi nhá mọi người. Bây giờ em sẽ xả mẫu set vest kẻ này với giá là 99k một set nhá. Cái này mọi người mặc đi làm hay đi chơi đều rất là ok đấy ạ. Mặc rất là lịch sự nhá. Mặc luôn mùa này là ok rồi. Bởi vì chất nó mềm mỏng chứ nó không phải là chất kiểu quá dày dặn mà mặc mùa đông đâu ạ. Giá là 99k một set này. Mọi người có thể mặc tách set đều ok nhá. Chất nói chung là cái này là chất vải mềm mỏng rất là đẹp. Mềm kiểu mềm kiểu mượt mượt đấy ạ. Bao nhiêu cân vừa set kẻ set này tầm 55 cân à? Set này tầm 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. 55 cân đổ xuống mặc vừa. Chân váy là dáng chữ A nhá. Có quần ở bên trong. Giá là 99k cả một set. Nếu mà tắt live stream thì nhà em sẽ quay về giá cũ nhá. Thế nên là mọi người chốt trên live thì sẽ được giá sale là 99.000. À, màu hồng em đang mặc là áo nhá. Đây ạ. Màu hồng áo em đang mặc là áo mắt. Giá là 89k nhá. Đây cũng là áo nỉ luôn ạ. Giá là 89k. Màu ở ngoài là màu hồng đậm nhá. Đẹp hơn ở trong cam rất là nhiều. Ai lấy thì comment cho em là 89k kèm màu. À đâu, 89k kèm số điện thoại. Chị An Thảo lấy set kẻ này. Set kẻ đâu nhỉ? Set vest kẻ này
cực kỳ rẻ luôn, cả một set chỉ có 99k. Set kẻ lúc nãy đâu rồi? Chị An Thảo lấy một set kẻ này, chị Nguyễn Thu lấy một set kẻ này. À set kẻ này không hề to đâu ạ. Dưới 55 cân mặc vừa thôi nhá. Màu hồng trong góc không bán nhá chị ơi. Đây ạ, đây là set vest mà, không hề to đâu đây ạ. Giá là 99k một set nhá. Chỉ còn mấy set thôi, ai lấy thì chốt nốt cho em, cực kỳ đẹp luôn. Màu kẻ này mặc lên cực kỳ sang luôn đấy ạ. Giá là 99.000 nhá. Chị già bà lấy một set kẻ này. Chị già bà này. Set này nhà em xả là giá quá rẻ rồi, thế là nhà em sẽ không mặc thử đâu ạ. Nhà em chỉ dơ lên cho mọi người xem dáng thôi nhá. Có ảnh với các live stream trước ấy. Có ảnh với cả cái set này em đã mặc ở live stream trước rồi đấy ạ. Nếu mà chị muốn xem thì chị vào live stream trước để xem nhá. Giá là 99k cả một set này. Với cả chân váy nhá. Mọi người mặc tách set cũng ok đấy ạ. Mặc thay đổi. Mặc tách set kiểu mặc rất nhiều kiểu. Giá là 99k một set này. Ai lấy thì chốt cho em là 99k. Bây giờ chỉ còn tầm 3-4 set nữa thôi ạ. Chỉ còn 3-4 set nữa thôi nhá. Ai lấy thì chốt nhanh cho em. Nếu mà tắt live stream thì nhà em sẽ về giá cũ đấy ạ. Bình thường set này là 130.000 nhá. Hiện tại là sale còn 99k một set thôi ạ. À 48 cân mặc thoải mái chị ạ. Bởi vì dáng này form chỉ tầm 55 cân đổ lại thôi ạ. Đây nhá, ai lấy thì chốt nốt cho em là set kẻ 99k kèm số điện thoại. Xong rồi em sẽ qua mẫu khác cho mọi người này. Cái set vest này có phải mặc không ạ? Em mặc con set vest đi. Một set vest nữa nhá. Em sell một set vest nữa này. Một set vest hồng với cả nâu cam đen. Không phải màu nâu cam đâu. Cam à? Đi xe tập nào còn lấy cho anh đi nhớ. Em xả tiếp set vest này. 99k chị Ly Hana dồn đơn này. Chị Ly Hana một set này. Không, cái này chắc chắn không phải bởi vì cái này một lớp này. Màu đen, một set màu đen đúng không? Em xả tiếp này. Xả tiếp một set vest nữa nhá. Một set vest này, cái này có 3 màu nhá đây ạ. Đây là set vest 2 lớp nhá. Set vest 2 lớp. Set vest 2 lớp này, một lớp ở bên trong này. Set này bao nhiêu bán? 139k. Đây nhá, một set gồm áo vest này. Cái này màu hồng nhạt nhá. Gồm áo vest với cả một quần. Quần mình để đâu nhỉ? Với cả một quần nhá đây ạ. Quần nhá, rất là dễ mặc này. Mọi người có thể mặc tách set cũng được. Chị Hoàng Huyên lấy một set kẻ này. Chị Hoàng Huyên lấy một set kẻ 99k. Set kẻ 40 cân vừa không? Vừa không nhỉ? Set kẻ 40 cân thì sợ hơi rộng một tí ạ. Nếu mà chị thích thì chị về có thể bóp một tí là mặc ok. Bởi vì nếu mọi người muốn mua vừa vừa chỉ có đi ngoài thiết kế thôi. Đây nhá, set vest này nhá, xả là 139.000 một set này. Ở ngoài màu nhạt hơn ở trong cam nhá. Ở ngoài màu đẹp hơn trong cam đấy ạ. À bộ này nhà em sell rồi, chỉ còn 1-2 bộ thôi. Mỗi màu chỉ còn tầm 1-2 bộ thôi, thế là nhà em sẽ không mặc thử đâu ạ. Giá là 139k cả một set nhá. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam này. Màu hồng nhá. Màu hồng này. Màu hồng này, màu cam này. Màu cam đất này. Đây ạ, màu kiểu màu nâu cam nhá. Màu nâu cam này. Ở ngoài màu đẹp hơn trong cam đấy ạ. Màu nâu cam nhá. Bao gồm cả quần. Đây ạ, cả một quần này. Với cả một áo vest nhá. Giá là 139k một set. Với cả màu đen nữa. Với cả một set màu đen nữa. Ai lấy thì chốt cho em là 139k kèm màu.
139k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Có cả một xe vest màu đen nữa này. Giá là 139.000. Mẫu này tầm bao nhiêu cân rồi? Bao nhiêu cân rồi nhỉ? Tầm mẫu này tầm dưới 558 cân nhỉ? Mẫu này tầm dưới 5758 cân mặc vừa nhá. Với cả tùy từng chiều cao của mọi người, nếu mà ai tầm 5758 thì phải tầm 1m6 trở lên mới mặc vừa được. Đây ạ, cả một set này có giá là 139k, cực kỳ đẹp luôn. Đây là chất hai lớp nhá. Chị Cát Mẫn Nhi lấy một set hồng này. Đây là chất vest hai lớp nhá mọi người. Đây là cả set này chỉ một đây ạ. Một set hồng này. Bây giờ chỉ còn hai vàng, một hồng, cả một đen nhá. Số lượng cực kỳ ít, thế nên là ai chốt nhanh đi ạ. Nhà em sale quá rẻ rồi, cả một set vest hai lớp mà chỉ có 139.000. Mọi người mặc tách set đều ok này. Nó chất cực kỳ dày dặn luôn ạ. Bởi vì đây là hàng hai lớp. 48 cân, cao 1m62 vừa chị ạ. Mặc thoải mái luôn nhá. Đây ạ. Đây nhá, một set vest này. Đây là set vest hai lớp nhá. Còn một hồng với cả hai cam. Chị set sai. Chị Hoa Nguyên lấy set cam này. Ơ, à, chị Hoa Nguyên là không lấy hồng nữa ạ? À? Ơ, à, chị Hoa Nguyên có một... À, ờ đúng rồi. Chị Hoa Nguyên lấy set cam dồn này. Chị Hoa Nguyên lấy set cam dồn. Chị già bà lấy set đen dồn này. Set đen hết rồi nhá bơ. Và một... 1m45, 458 cân mặc ok luôn đấy ạ. Mặc thoải mái luôn nhá. Bây giờ còn một cam với cả một hồng này. Một cam với cả một hồng nhá. Chị Tuyết Nhung Đô lấy một cam này. Ok, hết cam này. Bây giờ còn một set hồng duy nhất nhá. Còn một set hồng duy nhất thôi ạ. Màu hồng này ở ngoài thì cũng cực kỳ đẹp. Giá là 139.000 này. Còn duy nhất một set hồng. Ai lấy thì chốt cho em là 139k hồng kèm số điện thoại. Áo em đang mặc có nhá. Áo em đang mặc vẫn còn này. Áo em đang mặc có giá là 89.000 nhá. Áo nỉ mắt. Áo nỉ mắt cực kỳ đẹp. Nhìn rất là xinh luôn này. Tua rua rất là xinh. Giá là 89k nhá. Còn một set hồng này ai lấy nốt đi ạ. 139.000 này. Hàng dày dặn, cầm kiểu cầm nặng tay luôn. Đổi hồng cho em có đen rồi chị già bà. Ok, thế thì bây giờ chỉ còn duy nhất một set màu đen thôi nhá. Bây giờ chỉ còn duy nhất một set vest màu đen thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Còn set caro ạ. Còn set caro nhá. Chị Hà Tiêu lấy nỉ mắt này. Set đen em còn nhá. Giá là 139.000 ạ. Chị Bích Diệp Đăng lấy 139k đen này. Chị Hà Tiêu lấy một nỉ mắt này. Tôi nhớ. Chị Hà Tiêu lấy nỉ mắt này. Bích Diệp Đăng là lấy một set vest màu đen này. Đặng Nhật Thi lấy một 39k đen này. Còn một đen thì không. À, chị Đặng Nhật Thi ơi, hiện tại màu đen nhà em hết rồi nhá. Bây giờ chỉ có hồng với cả màu cam thôi ạ. Bây giờ có màu hồng với màu cam thôi nhá. Chị đổi sang màu khác cho em được không ạ? Màu đen nhà em hết rồi ạ, chị có thể lấy sang màu khác giúp em được không? Hai màu kia cũng rất là đẹp nhá. Hà Tiêu là mắt. Đặng Nhật Thi, à đâu? Diệp Bích, Bích Diệp Đặng là đen. Bích Diệp Đặng là đen. Chị, mọi người đợi em xem kiểm xem còn màu đen không nhá. Hai màu còn lại thì vẫn còn mấy, còn sót mấy cái. Ai lấy thì chốt nó cho em này. Màu hồng với cả màu cam vẫn còn sót mấy cái nhá. Còn set vest caro ạ, set vest caro vẫn còn nhá, giá là 99k đây ạ. Set vest caro vẫn còn nhá, giá là 99k. Mẫu này thì tầm không cần lấy cái này đâu. Mẫu này thì tầm dưới 55 cân mặc vừa nhá, đây ạ, chất cực kỳ đẹp này. Màu kẻ này mặc lên rất là sang nhá. Set đen
lấy màu hồng hoặc là màu cam thì chị chuyển cho em sang màu khác nhá. Hai màu còn lại cũng rất là xinh đấy ạ. Chất vải rất là đẹp ạ. Nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người nhá. Cho em một áo phông, em đang mặc dồn đơn. Ok, áo em đang mặc là áo nỉ nhá chị. Áo em đang mặc là áo nỉ nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Chị dồn đơn một cái áo nỉ này. Áo nỉ mắt này mặc lên cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Ok, xong rồi sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Chị Hoa Nguyên này. Còn ai lấy áo em đang mặc nữa không ạ? Giá là 89.000 nhá. Ai lấy nữa thì chốt cho em là 89k kèm số điện thoại. Em sẽ qua mẫu khác luôn. Ok chị già bà. Sevet caro là chân váy ạ. Sevet caro là chân váy chữ A nhá, có lớp quần lót bên trong. Sevet caro là chân váy chữ A đấy ạ. Còn Sevet 139k là quần nhá. Đây ạ, em sẽ qua tiếp mẫu này. Em sẽ xả tiếp mẫu áo nhá. Xả tiếp mẫu áo chữ này. Mẫu áo chữ dáng rộng. Chị bảo nhá. Lần sau ấy, cái mẫu áo ấy mà đang đi trong bọc thì chị chọn ra là em sẽ xả mẫu này với giá là 59.000 nhá. Xả mẫu này với giá là 59.000 này. Còn xếp vest caro ạ. Còn xếp vest caro nhá, nhà em có hai mẫu xếp vest để thôi ạ. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp, chất kiểu len len nhá, rất là đẹp nhá. Giá là 59k. Chân váy em đang mặc không bản ạ. Giá là 59k một cái áo nhá. Cực kỳ đẹp luôn, kiểu tay hơi loe loe một tí ạ. Nhìn kiểu rất là sang chảnh ý. Nhìn kiểu rất là sang chảnh nhá. Giá là 59k một cái. Cam kết chất đẹp luôn cho mọi người này. Chất cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Không phải 59k là hàng kiểu mỏng dính đâu nhá. Nói chung là chất cực kỳ đẹp. Nhà em cam kết luôn cho mọi người. Giá là 59.000. Chỉ có duy nhất một màu như em đang mặc. Ai lấy thì comment cho là 59k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy comment cho là 59k kèm số điện thoại. Mọi người mặc với cả sơ vin cũng được nhá. Sơ vin hoặc là để suông cũng rất là đẹp. Giá là 59k một cái. Ai lấy thì chốt cho em là 59k nhá. Rất là dễ mặc ạ. Béo gầy đều mặc ok hết này. Bầu bì cũng bon chen thoải mái nhá. Chất rất là co giãn, dưới 65 cân mặc vừa. Giá là 59.000 thôi ạ. Chị Hồng Nhung gộp đơn 59k này. Chị Hồng Nhung 59k này. Chị Hồng Nhung 59k. Chị Ngọc 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 hộp đơn này. Chị Ngọc 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 một cái 59k này. Nếu mà ai có đơn rồi thì comment cho em là chữ gộp nhá. Chữ gộp kèm số điện thoại. Mẫu này chất cực kỳ đẹp luôn này. Em dơ chất gần lên cho mọi người luôn nhá. Đây ạ. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp, chất kiểu len len, kiểu nói chung là chất kiểu rất là đẹp. Nói chung là cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Không biết tả chất là gì, nhưng mà chỉ biết là cam kết chất đẹp thôi ạ. Giá là 59k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 59k. Ai lấy chốt nốt cho em là 59k đi ạ. 59k kèm số điện thoại. Cực kỳ rẻ luôn. Một cái áo mà chỉ có 59.000. Quá rẻ. Ai lấy comment cho em nốt nhá. Xong rồi em sẽ qua tiếp mẫu khác cho mọi người. Chị Hoang Ngọc Anh lấy một cái 59k này. Ai lấy thì comment là 59k kèm số điện thoại cho em nhá.
Cái này nhà em xem xả quá là rẻ rồi đấy ạ. Xả lỗ luôn, 59.000 luôn. Còn ai lấy nữa không ạ? Cái này không, cái này không phải là chất giấy đâu ạ. Cái này là chất kiểu không phải chất mỏng như chất giấy đâu nhá. Cái này chất cũng cực kỳ dày. Chất kiểu len len kiểu gì ạ? Nói chung là chất cực kỳ dày. Ok ạ, chị Hoa Ngọc Anh lấy số điện thoại thứ 2. Con điên này sao mày cứ vứt lên trước mặt tao đấy. Ai lấy áo này tư thì chốt nốt cho em là 59k kèm số điện thoại. 59k kèm số điện thoại nhá, xong rồi sẽ qua bộ khác luôn ạ. 59k cực kỳ đẹp này, tay kiểu loe loe rất là đẹp. Giá là 59.000 thôi. Cước gì hóa đơn, cước đề ca. Ta chỉ có hết đặt hóa đơn này có đấy. Ok chị Hoa Ngọc Anh ạ. Mọi người có ai lấy áo này nữa không ạ? Xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn đây. Ai lấy áo này nữa thì chốt nốt cho em là 59k kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Chị thu tê chân lấy 159k gộp này. Chị thu tê chân 59k gộp. Đây nha, em qua mẫu nỉ hoa này. Em qua mẫu áo nỉ hoa nhá. Đây là hàng Quảng Châu nhá. Đây là áo hàng Quảng Châu xưởng nhờ xeo. Mới xả có giá là 89.000 một cái. Áo này có hai size M với cả L nhá. Như em đang mặc là size M. Nếu mà ai tầm 44 4, nếu mà ai tầm 40, tầm 40 cân nhá. Tầm 40 mấy cân ý, thì mặc size M ok nhá. Bởi vì áo này là áo kiểu áo nỉ bo gấu thì giá nó kiểu thụng thụng một tí mới đẹp. Giá là 89.000 một cái này. Size M với cả size L nhá. Cho em xem mẫu kẻ vừa lấy xem nào. Mẫu kẻ vừa lấy là mẫu áo nỉ hay là mẫu vest? Nói chung là mẫu kẻ gì ạ? Mọi người xem mẫu gì mọi người comment cho em rõ đặc điểm vào nhá. Đây nhá, áo hoa này có hai size M với cả L. Đây là hàng Quảng Châu, chất cực kỳ đẹp nhá đây ạ. Chất nỉ cực kỳ dày dặn luôn nhá. Chất nỉ cực kỳ dày dặn luôn này. Hoa, màu hoa cũng rất là đẹp. Giá là 89.000 một cái size M với cả size L. Áo em đang mặc là 89.000 nhá. Ai lấy thì căm bình cho em là 89k kèm size. 89k kèm size kèm số điện thoại. Không cần nói gì đâu, có chụp thôi. 89k kèm size kèm số điện thoại nhá. Lên giá rất là đẹp. Ai lấy thì căm bình cho em là 89k kèm size. Cái gì? Quần sao? Đây là chân máy nào ấy. Chị Huyền Phạm Thanh lấy 89k L này. Cái này là hàng Quảng Châu nhá. Thế em mọi người yên tâm nhận hàng chất cực kỳ đẹp. Hàng Quảng Châu mà đang sale thì mới có giá là thì mới có giá là 89.000 thôi ạ. Chị Huyền Phạm Thanh lấy 89k này. Cho em xem mẫu bộ kẻ là bộ vest đúng không ạ chị? Bộ kẻ là bộ vest, xếp vest này đúng không? Đây nhá, xếp vest này thì nhà em đang xả hiện tại là 4. Hiện tại là 99k một set nhá. 99k một set này. Không có quần sóc đâu ạ, chỉ có chân váy thôi nhá. Size L tầm dưới á. Size L tầm 62 cân đổ lại nhá. Size L tầm 62 cân đổ lại mặc vừa. Cái vest này bao gồm một áo vest như em đang dơ này, với cả một cái chân váy nhá. Một cái chân váy dáng chữ A.
có quần, có lớp quần lót ở bên trong nhá. Thế nên mọi người không sợ bị lộ đâu ạ. Màu cái này chất vải mềm, mọi người mặc thời tiết nào, kiểu mát mát một tí là ok rồi đấy ạ. Giá là 99.000 một set nhá. Dưới 55 cân mặc vừa. Giá là 99k một set này. Ai lấy thì comment cho em là set vest 99k kèm số điện thoại. Dưới 55 cân nhá. Set vest 99k kèm số điện thoại. Áo em đang mặc chỉ có duy nhất một màu hoa này thôi ạ. Chỉ có duy nhất một màu hoa này thôi nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 89k kèm size, có size M với cả size L. Xong rồi nhà em sẽ qua mẫu khác nhá. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. 89k kèm size. Chị Hiên khai 89k L gộp đơn này. Mọi người yên tâm đây ạ, áo Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Dương Quế Lâm một set vest này. Chị Dương Quế Lâm một set vest 99k. Trong nam nắng lắm, nhà Lanh nghiên cứu vài mẫu mát cho khách nam đi. Trong này bọn chị không có mùa thu với đông. Hả? Có váy. Có váy nhá. Có váy chị ạ, có váy tuyển. Bao giờ em sẽ like sau. Đang giặt. Đang giặt, bao giờ xong thì nhà em sẽ like mẫu cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu khác luôn ạ. Mọi người ai lấy áo này thì comment cho em nhá. Ai lấy áo này thì để lại comment cho em, xong rồi sẽ qua mẫu khác. Chị Bùi Thị Phương Anh. À đâu, Bùi Phương Hoàng Anh. Qua mẫu gì đây rồi nhỉ? Em qua mẫu khác nha mọi người, đợi em một tí. Mặc cái gì đấy? Tôi không biết. Tôi đang thay. À hết cái mặc rồi. Ờ. Thật đó. Thật. Mặc cái sơ mi chim cò đi. Sơ mi chim cò là cái nào? Có hai cái đấy này. Đấy, chim cò đấy. Sơ mi bạc, cho bạc. Ở Quảng Châu lên này. Mi ơi, xem chị ở dưới kia có một cái túi bóng trắng cho để đấy. Vào đây chị nào. Em qua mẫu sơ mi bạc cho mọi người, rất là đẹp khổ. 939.000 chưa? Em chửa ra cái gì đó? À ra cái gì đó? Em chửa cho được, em làm cho các em chửa cho được, em bảo đã chửa mình rồi. Mẫu vest dạ. Nà. Chị Dương Quế Lâm, em chốt cho chị xếp vest 99k rồi ạ. Em chốt cho chị xếp vest rồi nhá. Đây ạ, mẫu áo sơ mi hình con vạc. Đây nhá, mọi người có thể mặc sơ vin. Cũng rất là đẹp này. Sơ vin hoặc để suông đều ok nhá. Bao nhiêu bà? Còn một cái à? Hay hai? Một thôi. Bao nhiêu? Còn đúng một cái em đang mặc luôn. Cái này xeo lỗ luôn là 180.000 nhá. Cái này là hàng cực kỳ đẹp, hàng Quảng Châu. Cái này là hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp nhá. Xeo là 180k luôn là xeo lỗ rồi đấy ạ. 180k là xeo lỗ rồi nhá. Giá là 180.000. Mẫu này dưới 58 cân mặc vừa nhá. Dưới 58 cân mặc vừa. Hàng Quảng Châu chất cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, mỗi mẫu hai cái. Đây ạ, chất cực kỳ đẹp này. Đây nha mọi người, hình con vạc cực kỳ đẹp luôn. Giá là 180.000 nhá. 180.000 một cái này. Sơ mi 180k nhá. Mặc kiểu rất là sang luôn đấy ạ. Mặc áo sơ mi này nhìn mặc lên rất là sang. Giá là 180.000. Ai lấy thì chốt cho em nhá, có duy nhất một cái thôi ạ. Chị Vạn Ngọc lấy sơ mi này, ok. Ok ạ, à, sơ mi hết rồi nha, em sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Nhá, mọi người đợi em một tí ạ. Mẫu váy Quảng Châu nhá.
sơ mi 180k hết rồi ạ. Em qua mẫu váy kẻ Quảng Châu này. Mẫu váy kẻ hàng Quảng Châu nhá, kèm đai thắt này. Kèm đai thắt. Mọi người đợi em thắt đai lên nhá. Để trong túi nhìn nó hơi bị nhăn một tí đấy ạ. Để trong túi nhìn hơi bị nhăn nhá mọi người, về giặt đi là mặc lên rất là đẹp. À không có cái đường dài đâu ạ. Đây nhá. Cái này bao nhiêu bà? Váy Quảng Châu. Váy Quảng Châu nhá. Chị lấy váy kẻ nhé, chị Bùi Phương Hoàng Anh. Chị thích váy lấy luôn một cái váy kẻ. Váy kẻ này nhà em là hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu có giá là 180.000 là sale lỗ rồi đấy ạ. Giá là 180.000 nhá chị nhá. 180.000 nhá chị Bùi Phương Hoàng Anh. Ok ạ. Giống với kẻ đấy không? Hay là hình như giống đấy. Đây nhá, đây ạ, cái phần này là chất voan cực kỳ đẹp luôn nhá. Ở dưới nó chua chất hàng Quảng Châu thì chất cực kỳ đẹp. Còn một duy nhất một cái nhá. Em để trong túi thế là nhìn chân vải nó hơi bị nhăn. Mọi người về giặt là đi là đẹp. Quá rẻ bởi vì đây là hàng Quảng Châu luôn ạ. Giá là 180.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là kẻ 180 kèm số điện thoại. Kẻ 180 còn kèm số điện thoại nhá. Còn duy nhất một cái thôi. Kèm đai nhá. Kèm còn duy nhất một cái thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là kẻ 180 kèm số điện thoại. Vâng ạ, ok chị nhá, em chốt cho chị rồi ạ. Em chốt cho chị rồi nhá. Mọi người ơi, còn một cái váy em đang mặc, ai lấy thì chốt nốt cho em là 180 kèm số điện thoại. Cực kỳ đẹp. Mà mặc mùa thu cũng ok, giá là 180.000 nhá. Dồn váy kẻ chị Thiên Hương này, ok ạ. Thế em sẽ qua mẫu khác nhá. Chị Thiên Hương dồn váy kẻ này. Sơ mi tiếp này, sơ mi hạc tiếp nhá. Có sơ mi đâu, không cần nhỉ. Cái đây nhá, sơ mi này nhá. Sơ mi kiểu hạc. Bình thường mà không sơ mi thì cái vạt ở đằng sau dài hơn nhá, mọi người mặc lên rất là đẹp. Đây cũng là hàng Quảng Châu nhá, giá là 180.000 một cái này. Còn hai cái nhá, giá là 180k một cái. Váy kẻ 180 hết rồi ạ. Mọi người lấy sang mẫu khác nhá. 180 váy lúc đấy hết rồi. Cái này là kiểu cổ vét nhá. Đây ạ, kiểu cổ vét này. Chất nói chung là hàng Quảng Châu, chất cực kỳ đẹp luôn ạ. Hàng Quảng Châu chất cực kỳ đẹp nhá, giá là 180k. Ai lấy thì chốt cho em là 180 kèm số điện thoại nhá. Đây ạ. Để em bỏ sơ vi ra nhá. Ở đằng sau này. Ở đằng sau nhá. Mặc cực kỳ sang luôn. Mọi người mặc với cả chân váy hay là quần dài các kiểu đều ok nhá. Giá là 180.000. 180.000 một cái, còn hai cái nhá. Dương á. Giá là 180.000 một cái này. Ai lấy thì chốt cho em là 180 kèm số điện thoại. 180 kèm số điện thoại nhá. Tay kiểu lơ lơ rất là xinh. Giá là 180.000. Cái này dơ nhỉ? Cái này mặc.
Váy Quảng Châu hình mắt nhá. Máy này cũng là váy hàng Quảng Châu, chất cực kỳ đẹp này. Mặc mùa thu ok luôn nhá, chất kiểu dày dặn rất là đẹp ạ. À, em cao 1m6, nặng 47 cân nhá. Váy này kèm cả đai này. Mọi người nếu mà ai thích mặc dáng suông thì mặc không như này cũng được nhá. Nếu mà ai thích kiểu thắt đai thì thắt đai lên dáng cũng rất là đẹp. Giá bao nhiêu bà? Giá váy này cũng là giá 180k luôn nhá. Váy hàng Quảng Châu chất cực kỳ đẹp này. Mẫu này nếu mà ai mặc suông thì tầm dưới 65 cân mặc vừa. Dưới 65 cân mặc vừa nhá, bởi vì đây là váy suông rộng này. Mọi người thắt đai thì lên dáng cực kỳ đẹp. Thắt đai theo eo của mình nhá, giá là 180.000. Đây ạ, hàng Quảng Châu này, tang mác rất là đẹp. Giá là 180.000 nhá. 180.000 tang mác Quảng Châu. Ai lấy thì chốt cho em là 180k mắt kèm số điện thoại. 180k mắt kèm số điện thoại. Váy mắt chị Vạn Ngọc này. Chị Vạn Ngọc một cái váy mắt này, còn một cái nữa thôi ạ. Ôi, con này bị điên à? Tại sao con An Thảo bị điên à? Nó mua ở trên Shopee. Bạn mua mua trên Shopee phí ship còn 50.000 bạn lại cũng mua. Mà trong khi nhà mình còn trả lời ship được mua đời. Đây nhá, còn một cái đấy ạ, còn một cái váy nhá, chất cực kỳ đẹp này. Mọi người ai lấy thì chốt nốt cho em là một váy mắt kèm số điện thoại nhá. Thì đè luôn, mình tính bạn thì có 3.000 thì thích bây giờ bạn mua thế này hết 50.000 thì thích. Không, không phải gì à? Không. Đi đây nhá, còn một cái váy kèm, váy mắt này ai lấy thì chốt nốt cho em là váy mắt kèm số điện thoại. Váy mắt kèm số điện thoại. Tùy, đấy bạn không biết thế này, tổng thanh toán nó không có 4.000. Váy mắt kèm số điện thoại đi ạ, à, còn một cái thôi. Em gọi cho An Thảo. 0912. Chờ An Thảo, không phải số hay là số điện thoại, anh Tuấn, số chồng. Bà ơi. Thôi chốt à? Một cái là mọi người chốt rồi. Còn một cái nữa thôi. Thế thì chỉ có một cái thôi. Thế bà lấy một cái thôi mà. Hai cái. Đâu mà? Hai cái, tôi vừa lấy một cái ở đây, một cái treo. Còn một cái nữa nhá, ai lấy thì chốt nó cho em. Không. Đây rồi. Chị Liên em. Chị Liên em lấy một cái váy mắt nữa này. Ý tôi là không, ý tôi là hết cái này. Hết rồi. Alo. Váy mắt hết rồi nha. À cái áo ha, cái áo ha của em đang mặc có ai lấy không ạ? Váy hạ của em đang mặc thì em nghĩ là mọi người mặc với cả quần bó ấy ạ, thì sẽ đẹp hơn, bởi vì ở đằng sau vạt dài kiểu nó sẽ tôn lên áo hơn nhá. Giá là 180.000, hàng Quảng Châu chất cực kỳ đẹp này, 180k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là áo hạc 180k kèm số điện thoại. Ai lấy cam mình chơi là áo ha 180k kèm số điện thoại đi ạ. Mọi người có ai thích em mặc thử mẫu gì thì mọi người cam mình cho em nhá. Em sẽ qua mẫu set khác cho mọi người.
đấy nhá, xe qua một set này. Em qua một set nhá. Một set váy váy kẻ với cả một cái áo mặc ở bên ngoài này. Với cả mặc một cái váy mặc ở bên ngoài nhá mọi người, mặc có thể mặc mặc riêng váy kẻ body này cũng rất là đẹp. Mẫu này là váy kẻ body, thế nên là chỉ tầm dưới 55 cân đổ lại thôi ạ. Bởi vì váy ở bên trong là váy kẻ body nhá. Mình hủy bộ vest 139k. Đen ở đen luôn ấy, có chị nào vừa chốt mãi không được bơ chị ấy hủy màu đen. Mà chị lần sau mua hàng chốt cẩn thận nha em ơi. Chị ơi, lần sau chị mua hàng thì chị chắc chắn thì chị hãy chốt cho em nha luôn. Lúc nãy vừa có một chị chốt màu đen mà hết mất hàng, thế là em không chốt được cho chị ý. Bây giờ chị lại hủy, rất là mất công. Áo không được, bây giờ chị ở kệ đấy, em để nguyên sang kệ bên kia. Chị để có cái nỉ trắng gì hàng gì đấy, mang nó xả nốt đi. Đây nhá, kệ để nguyên chị đi. Set này, set này là 149 nhỉ? Đóng hồ đấy sáng. Xả đi, ơ, chị ở trên kệ có cái gì mang nó xe hết gì nữa. Bụng to nhưng mà bởi vì cái áo ở bên cái áo này nó sẽ mặc ở bên ngoài nó sẽ che bụng đi ạ, thế nên là mặc nó sẽ không bị lộ bụng đâu nhá. Đây ạ, cả một set như em đang mặc này, mọi người có thể mặc thành lệch vai như này này, hoặc mọi người mặc trễ vai hoặc là mặc cổ thuyền cũng được, nói chung là mặc được ba kiểu. Giá là 149k nhá. 149 đúng không nhỉ? Đúng không? Chị Hoa Hoa Ngọc Anh dồn 149 này. Chỉ còn 2-3 set thôi ạ mọi người ơi, chỉ còn 2-3 set thôi nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn ý ạ. Chị Hoa Ngọc Anh dồn này, mọi người lấy đi chốt chắc chắn. Đúng rồi đấy ạ, lúc ấy có chị chốt thì lại hết mất hàng rồi, bây giờ lại xả ra, thế là lại thừa một set. Cái set này là 149.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 149k kèm số điện thoại. Mọi người bụng to thì bởi vì áo này giấu rồi ý ạ, thế nên mọi người không sợ bị lộ bụng đâu nhá. Mẫu này thì tầm dưới 55 cân đổ lại ạ, 54, tầm 54 cân đổ lại nhá. À cái tay kiểu này rất đẹp này chị này, cái tay kiểu chun bo chun xong rồi le le rất là xinh này. Có chun nhá, bo bo rất là xinh ạ. Giá là 149.000 một set đấy ạ. Còn 2 set nữa nhá, ai lấy thì chốt cho em là 149k kèm số điện thoại. Đâu nghỉ đâu. Nghỉ gian đấy. À chất áo ngoài là chất cốt tông cực kỳ dày dặn nhá chị. Chất cốt tông rất là đẹp nhá, em cam kết luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn cho chị ạ. À cái lách này thì không bị kích đâu ạ, bởi vì rộng mà. Ở bên trong là váy 2 dây, thế nên là chị không sợ bị kích lách đâu. Nách nách. Chị Moon Phương Huê lấy 149k này. À đây. Ok ạ. Nách. À áo nỉ hàn nhá. Áo nỉ hàn còn 2 cái màu xanh coban này. Giá bán. Còn lấy em lấy một cái rồi. Giá. Áo nỉ hàn này giá 95.000 còn 2 cái nhá. À thôi còn 2 chiếc em xả luôn, còn 89k một cái. Màu xanh coban rất là đẹp luôn ạ. Ai lấy comment cho em là 89k xanh kèm số điện thoại. 89k kèm số điện thoại ạ. Màu xanh coban rất là đẹp nhá. Giá là 89.000. Ai lấy thì comment cho em là 89k. Chị Nhi pha một cái này. Chị Nhi pha một cái này. Đây là chất nỉ cực kỳ đẹp nhá. Em có thấy chị Đặng Nhật Thi ạ. Hình như chị Đặng Nhật Thi là lấy set đen đúng không? À ok, đây bây giờ em mới thấy chị Đặng Nhật Thi ạ. Ok ok ạ. Ok nhá. Chị ơi chị chốt set đen cho chị Đặng Nhật Thi. Ok ạ, em chốt cho chị Đặng Nhật Thi set đen rồi ạ. Em cho chị set đen rồi nhá. Ok chị ơi. À bây giờ còn một cái nỉ hàn ạ. Còn một cái nỉ hàn nhá mọi người, ai lấy thì chốt cho em là 89k kèm số điện thoại. Còn duy nhất một cái thôi ạ. Ai lấy thì chốt nốt cho em nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp đây ạ. Nhìn kiểu nét luôn ạ, nét căng luôn. Giá là 89.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 89 ạ. Chị Nguyễn Hương 89k. À váy len này,
váy len đuôi cá chài neo ạ. Váy len đuôi cá chài neo nhá. Còn hai cái bao nhiêu bà? 100 bao nhiêu? Mặc đi. Mặc à? Không mặc có sao bán được. À em sẽ mặc luôn váy này cho mọi người nhá, còn hai cái. 4199 nhá chị. 7 đen chà neo đuôi cá. Mẫu bao nhiêu bà? Mẫu này còn 2 cái nhá. Còn 2 cái này, trả nốt. Bao nhiêu bà? Trả bao nhiêu? 145.000 lỗ. Mẫu này em xả luôn còn 145k nhá. Bình thường toàn là bình thường là 100 178 nhá. Bình thường là 178 đấy ạ. Bây giờ còn 2 cái em sale, em xả luôn còn 145.000 một cái. Cái này là chân len mông tơ ghi nhá. Chân len mông tơ ghi này. Giá là 145k một cái nhá. Mẫu này mặc kiểu tôn dáng ấy ạ, thế nên là ai mà bụng to quá thì mặc lên sẽ không đẹp đâu ạ. Tầm dưới 55 cân đổ lại thôi nhá. Chị Hiên Đô, hôm trước chị chốt hàng mà không, mà em không gửi giận em quá là như nào? Hôm trước chị chốt hàng mà em không gửi giận em quá, chị Hiên Đô. À, đây hay là cái em chưa chốt đơn thôi ạ, để em kiểm tra, để em check inbox cho chị nhá. Chắc là nhà em chưa check đến thôi ạ. Chị Hồng Nhung lấy 145k gộp này. Ok, còn một cái em đang mặc nữa nhá, mọi người ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. Giá là 145.000 nhá, còn duy nhất một cái. Chốt váy này á? Chị Hiên đâu là có chốt váy gì đấy ạ? Váy này không là cúc ạ, váy này là chui nhá. Váy này là chui nhá, chân len mông tơ ghi co giãn. Chị bạn Ngọc lấy váy này dồn đơn đúng không ạ? Hết rồi bà. Chị bạn Ngọc lấy dồn đơn nhá, ok em chốt cho chị bạn Ngọc. Không lâu rồi bên cửa hàng mình, bên cửa hàng kia. Một cái nếu mà bên cửa hàng kia là chị mua mấy cái ạ? Bởi vì trên 100 thì nhà em mới ship. À, chị mua ở hàng, chị mua ở cửa bên shop Outfit là mua, chị mua mấy cái nhở? Cái này cũng từ lâu rồi. Đã. Đấy là mặc, đấy là mặc. À mọi người. Cái gì? Làm gì con đi? À còn một cái váy xoắn eo màu đen nhá. Váy xoắn eo màu đen. Em gọi mấy lần chị không nghe. Váy đã mặc hết rồi nhá. Đây ạ, váy xoắn eo đen này. Váy xoắn eo đen nhá, còn một cái giá là 80k. Chất cốt tông, kiểu chất cốt tông mát rất là đẹp nhá, cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Giá là 80.000 nhá. 80.000 này. À, hiện tại nhà em đang live ở cơ sở bên Ngô Gia Khảm nhá, thế nên là chị qua bên Ngô Gia Khảm lấy đồ cho em nhá. Bởi vì em sẽ không mang đồ qua AC được đâu ạ. Chị qua bên Ngô Gia Khảm lấy đồ giúp em. À, váy xoắn nhé này giá 80.000, ai lấy thì comment chuyên là 80k. Chị Huyền Phạm Thanh dồn đơn này. Ok, hết rồi nhá. Bây giờ em sẽ like những cái mẫu nào còn sót cho mọi người. Đây, bà ơi, vẫn còn cái này. Váy yếm bi này. Váy yếm bi to nhá. Yếm cái bi to này còn một cái này. Giá là 89k nhá.
giá là 89k. Xoắn eo hết rồi ạ. À chị Hiên Đô bảo hai cái một màu trắng và một màu đen là 200 mấy đó. Sao thế nhỉ? Ở bên cửa hàng chị bảo là 200 mấy. Đây là thế để em kiểm tra đơn của chị nhá. Chị đợi em một tí. Chị Bùi Phương Hoàng Anh lấy Yến Bi ok ạ. Chị đợi một chị đợi nhà nhà em check nhá. Check đơn của chị nhá. Dơ quần là không phải mặc có sai gì đấy. Đây nhá, em sẽ like mẫu quần len này. Mẫu quần len nhá. Ok, chốt cho chị rồi ạ. Em sẽ em like mẫu quần len. Quần này gọi là quần gì nhỉ? Quần quần này gọi là quần gì bà? Doctor. Quần này là quần kiểu rocker nhá, chất len rất là đẹp, chất kiểu chất đây ạ, chất rất là đẹp nhá. Quần này có đủ size S, M, L nhá. Mọi người mặc với cả kết hợp với cả áo gì đều ok hết, rất là dễ mặc. Giá là 79.000 một cái nhá, quá rẻ đúng không ạ? À, quần này em sẽ ưu tiên cho những chị nào hộp đơn nhá. Giá là 79k. Đủ size S, M, L nhá. Đây ạ. Hàng loại 1 luôn này, chất cực kỳ đẹp nhá, đây ạ. Chất rất là đẹp luôn, đủ size S, M, L nhá. Mọi người ai lấy các mình trend là 79k kèm size, kèm số điện thoại. À còn set áo đen khoác đỏ ạ, set áo đen khoác đỏ là 99.000 nhá. Mà thôi lâu rồi, giờ chị hủy luôn, chị mới nhận. Hàng bên này đẹp quá em. Chị Hiên Đô mà. Ok, ok, cảm ơn chị Hiên Đô nhá. Em chụp đâu chị bảo hơn 200 mà chắc là một cái là cái quen thì lại 79k size M dồn chị Thanh Tuyền lấy một cái size M này. Quần này nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người, cực kỳ dày dặn luôn nhá, mọi người mặc kết hợp rất là dễ nhá. Giá là 79.000 size M này. Còn size L, size S Thanh Tuyền lấy M dồn này, chị Huyền Mít lấy size S này. Mọi người đợi em nhá, bởi vì cái này có size ạ, thế nên là hơi lâu một tí. Và em đang mặc hết rồi ạ. Chị Huyền Mít lấy size S này. Quần này nhà em sale thể chỉ có 79k thôi ạ, thế nên em chỉ dơ thôi nhá. Quần đấy lên dáng dễ mà. Nói chung là rất là dễ mặc, bởi vì dáng này dáng rất là dễ mặc mà, mọi người kết hợp với cả áo gì đều được hết đấy ạ. Với cả chất cực kỳ co giãn mà đủ size nhá. Chị Vạn Ngọc lấy 79k M này. Đây ạ, chất đây nhá, em quay gần chất cho mọi người này. Chất co giãn cực kỳ đẹp luôn nhá. Dày dặn, rất là dày dặn này. Nói chung là cam kết chất đẹp cho mọi người mua chỉ có ưng thôi ạ. Giá là 79.000 nhá. Đủ size S, M, L. Giá kiểu rocker bo gấu này. Giá là 79.000, ai lấy thì chốt cho em là 79k kèm size. Ai lấy chốt 79k kèm size nhá. 79k kèm size kèm số điện thoại. Quần có đủ size S, M, L nhá mọi người, ai lấy thì chốt cho em đi ạ. Giá là 79.000. Rồi, tìm hết rồi. Ha?
50 cân mặc size M cho thoải mái chị ạ. 50 cân chị mặc size M nhá. 79 size S chị Loan Chân có đơn chưa chị? Chị Loan Chân nếu mà lấy quần để cho em số điện thoại nhá. Còn đầm nữa không em? Đầm nữa, hiện tại nhà em cũng hết đầm rồi chị ạ. Mấy hôm nữa nhà em mới về thêm nhá. Thế nên là mấy bao giờ là em like thì chị vào xem nhá. Chị vẹt Mignon lấy 79k size M này. Chị vẹt Mignon lấy 79k size M. Ở đúng rồi. Chị Dung Nguyên lấy 79k M gộp này. Chị Loan Trần lấy size S để cho em xin số điện thoại nhá. Nếu không thì em sẽ không chốt đơn được đâu ạ. Đây nhá, em dơ lại cho mọi người xem chất một lần nữa này. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp nhá, cạp chun này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái dáng này cũng rất là dễ mặc. Chị Loan Trân bảo là chị giao chung với đơn Nhi Huỳnh giúp em luôn nha. Nhi Huỳnh. Chị Nhi Huỳnh ở đâu rồi mà? Ok, thì chị cứ ghi có phải cần số điện thoại không? Hay là chị cứ để cho em xin số điện thoại đi, xong rồi em sẽ gộp đơn với cả chị Nhi Huỳnh nha chị. Nhi Huỳnh. Chị đóng luôn mà. À chị gộp cho đơn rồi mà. Cho đơn từ sáng mà gộp với cả giày gì ra ấy nhỉ? Huỳnh Nhi. Rồi ạ. Đi rồi. Thế đi rồi à? Đơn chị Huỳnh Nhi chưa đóng đâu sao? Có một cái giày chưa đóng đâu. Đóng Huỳnh Nhi chưa đóng. Hai đơn giày đóng rồi. Chị ơi, chị Loan Trân ơi, nếu mà đơn của chị Huỳnh Nhi hình như là đi rồi thì nhà em sẽ không gộp đơn được đâu nhá. 46 cân mặc size S chị ạ. Chị Loan Trân ơi, nếu mà đơn đi rồi thì nhà em sẽ không gộp được đâu ạ. Chị còn lấy nữa không ạ? Chị Minh Huệ có số cho chị. À có đơn chưa? Chị Minh Huệ nếu mà lấy quần thì cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Minh Huệ mà lấy quần thì cho em xin số điện thoại nhá. Đây ạ, nói chung là quần này rất là dễ mặc, chất cực kỳ đẹp này. Chất mông, chất kiểu rất là đẹp, dày dặn. Đấy là hoa chung 1. Vâng, vứt ra thêm một cái hoa chung 2 nữa. Hoa chung 2 thì chưa chuẩn bị hàng bà. Ok ạ, à, thế là chị Loan Chân vẫn lấy đúng không ạ? Ờ, đổi lại cho chị vẹt size S đi, bởi vì chị có 46 cân thôi. Chị Loan Chân lấy size S này. Loan Chân S này. Chị vẹt size S này, hai size S này. Ok, em đổi cho chị size S rồi nhá. Mọi người còn ai lấy mẫu quần này nữa không ạ? Gộp. Gộp với áo kẻ, chị Minh Huệ là gộp với áo kẻ có đơn rồi mà chị. Chị Minh Huệ là lấy size M này. Chị Minh Huệ là bảo gộp với áo kẻ. Size M này. Ok nhá, còn ai lấy quần này nữa? Còn ai lấy quần này nữa thì chốt nốt cho em đi ạ. Xong rồi sẽ qua màu khác này. Còn ai lấy quần này nữa thì chốt nốt cho em là 79k kèm size nhá. Quá rẻ luôn ạ, chất cực kỳ đẹp này. Đủ size SML, ai lấy nốt thì chốt cho em đi ạ. Chất đây nhá, chất này. Rất là dày dặn. Giá là 79.000. Chị có like áo dạ size nhỏ à? Hôm nay nhà em sẽ không like áo dạ đâu ạ. Nếu mà hôm nay ạ, à, hôm nào like thì mọi người vào xem sau nhá. Bà xả len mọi người xem không? Mọi người có muốn xem len không ạ? Len sale nhá. Len sale. Bây giờ mọi người có muốn xem len xả len không ạ? Len hàng sale nhá. Nếu mà ai xem thì mọi người comment cho em đi ạ. Có len đi chị. Xả len bà. Xả len đi. Bà cho mình bà lên cho lòng gà cho. Con này ghê nhá. Cái máy là bà không ai chốt à? Mà không chốt rồi. Không ai mua à? Chốt lâu rồi mà. Chốt rồi thì thôi cởi đi, mặc cái khác đi. Thôi xả len mà. Mặc cái khác đi. À xả bò đi á, mặc lớp khác hay là bò được. Cho cái khác đi. Đây nhá. Bà đang mặc trên váy xòe, bà mặc cái áo 65.000 ấy, 65.000 là cái áo. Em kiểm tra chuẩn rồi đúng không? Chị có đóng rồi đúng không?
áo khoác bò còn hai cái nhá. Áo khoác bò màu ở ngoài nhạt hơn nhá, màu trong can nó bị đậm đậm thế này nhìn nó bị hơi xấu. Ở đằng này đấy nhạt đúng không? Đằng sau này kiểu rồi đúng không? Đằng đằng sau có hình nhá. Cái này bao nhiêu bà? Áo bò á, xả 140. Áo bò này nhà em xả còn 140.000 nhá, kiếm 149.000 nhá. Màu ở ngoài, màu ở ngoài nó nhạt đẹp hơn ở trong cam nha, chỉ nó không bị đậm như ở trong cam đâu nhá. Đây là hàng Quảng Châu xả là 149.000. Xả 149.000 nhá. Ai lấy thì chốt thuê là 149k kèm số điện thoại. Ai lấy chốt thuê là 149k kèm số điện thoại, còn hai cái áo bò. Còn hai cái áo bò nha mọi người ơi, ai lấy thì comment cho là 149k kèm số điện thoại. Có hai hình khác nhau đấy bà. Có cả một hình cô gái ở đằng sau nhá. Hình em đang mặc. Đẹp đấy hả? Cô về bài tôi lấy. Tôi chả có khoác áo bò ấy, tôi toàn mặc áo dạ và áo len. Đây nhá, hình em đang mặc là hình này nhá. Hình em đang mặc là hình này, còn một cái nữa là hình cô gái nhá. Bà bỏ rồi cho mọi người xem. Đấy, hàng mặc hợp với gái đó. Còn một cái nữa là hình cô gái nhá, giá là 149.000. Giá là 149k nhá. 149k áo bò. Chị xì chum chum, chị lấy hình em đang mặc hay là lấy hình cô gái ạ? Chị lấy hình em đang mặc hay là lấy hình cô gái thì chị comment cho em ạ. Có hai hình nhá chị. Đây nhá. Chị lấy hình nào ạ? Cho chị một hai cái đúng không? À thêm một chiếc đây cả. Bóng kính chống hàng ấy. Đấy được. Một cái này đủ. Chị xì chung chung thì lấy hình nào ạ? Hình em đang mặc đây nhá. Hình em đang mặc này. Với cả hình cô gái. Giá là 149.000. Chị lấy hình cô gái ok ạ, chị lấy hình cô gái này. Bây giờ áo bò chỉ còn duy nhất một hình em đang mặc thôi nhá, giá là 149.000. Ai lấy thì cho nó cho em. Khoác nguyên cái áo bò đấy. Quay nó lên. Quay lên luôn à? Đây nhé. Bây giờ em sẽ quay sang len nhá mọi người. Em sẽ quay sang len luôn này. Em sẽ xả luôn len nhá. Không à? Len màu tím này. Len màu kiểu hồng tím nhá. Len màu hồng tím giá là 100k. Giá quá rẻ rồi nhá. Ai lấy cam mình chuyên là 100k kèm số điện thoại. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Nó không hồng như ở trong cam đâu ạ. Đây là hàng hai hen tuyển chọn nhá. Hàng hai hen tuyển chọn. Ở ngoài màu hồng vỏ đỗ nhá. Ở bên trong nó bị thành màu hồng, hồng tươi tươi rồi ạ. Ở ngoài màu đẹp hơn nhá. Giá là 100k này. Ai lấy cam mình chuyên là 100k kèm số điện thoại. 100k kèm số điện thoại. Chất len cực kỳ dày dặn, hàng hai hen tuyển chọn nhá. 100k kèm số điện thoại. Đây, chất gì đấy? Chất len. Chất len ép à? 100 tiếp. Nhưng mà không biết viết như nào. Ghi là khoác len, len hồng. Cái khoác len hồng nhá. Khoác len hồng này cũng 100k này. Chất len ép cực kỳ đẹp nhá. Chất len ép cực kỳ đẹp luôn ạ. Giá là 100.000. Ai lấy thì chốt cho em là khoác len hồng kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là khoác len hồng kèm số điện thoại nhá. Cái này khoác lên mặc lên rất là xinh luôn. Mọi người mặc cái gì khoác vào cũng đều đẹp. Màu hồng này giá là 100.000 nhá. Len hồng 100k này. Chị Ngọc Bảo Ngọc là lấy áo len đúng không ạ? Chứ không phải là khoác đúng không? Chị Ngọc Bảo Ngọc là chị lấy áo len lúc đầu đúng không ạ? Chị Ngọc Bảo Ngọc mà lấy áo len này thì ok cho em nhá. Chị My Dung mở đơn ra chị. Chị Ngọc Bảo Ngọc là lấy áo khoác hay là lấy áo len ạ? Chị lấy gì thì comment cho em với. Áo khoác len lúc sau ok này. Ok nhá, áo khoác len hết rồi nhá. Ok, ok, ok chị ạ. Quay nhiều mẫu lên. Em mua không? Ờ. Quay lẫn lẫn các màu ạ. Khoác len thì 80. Khoác len chữ này. Khoác len chữ
có giá là 80.000 này, chất len rất là đẹp. 80k, ai lấy comment cho em là 80 kèm số điện thoại. Ai lấy thì comment cho em là 80k kèm số điện thoại nhá. 80k khoác cardigan len này, 80k kèm số điện thoại. 80k nhá, chất cực kỳ đẹp, 80.000 kèm số điện thoại ạ. Áo len cổ 3 phân, áo len cổ lọ nhá. Áo len cổ lọ màu kiểu trầm trầm ý ạ. Khoác len 80k chị Ngọc Ngọc Ngọc. Khoác len 80k hết rồi nhá. Cái này bà. Áo len nhá, áo len này có giá là 130.000 này. Khoác len hết rồi nhá, chị sang màu khác giúp em với ạ. À, áo len này có giá là 130.000 nhá, màu rất là đẹp. Ai lấy thì comment cho em là 130 kèm số điện thoại. Cầm rất là nặng tay luôn nhá. Cầm rất là nặng tay nhá, mặc cái này chắc cực kỳ ấm luôn. Giá là 130.000. Ai lấy thì cho em là 130 kèm số điện thoại. Cái này không hẳn là màu nâu đâu ạ, nó kiểu màu trầm trầm kiểu đây nhá, em dơ này, màu kiểu như này nhá, không phải là màu nâu, màu ở ngoài nhà thôi nhá, màu ở trong màu mận, màu ở ngoài đẹp hơn, màu mận, màu mận không hẳn. Áo len tím cổ ngọc trai này, cái này bà. Nóng quá. Áo cổ ngọc trai đâu? Đây. Áo 100. Áo này 100k nhá, áo màu tím này. Áo cổ ngọc màu tím 100k. Chị Nhi Phan lấy 130. Chị Nhi Phan chốt 130 nhá. Xả lỗ luôn đấy mọi người ạ. Áo màu tím này là 100k này. Ai lấy comment cho em là tím 100 kèm số điện thoại. Tím 100 kèm số điện thoại. Len mận hết rồi ạ. Len mận của chị Nhi Phan rồi nhá. Tím 100k kèm số điện thoại này. Nói chung là màu ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu ở ngoài nhờ thơ ở trong cam đấy ạ. Cầm nặng tay, cầm mỏi cả tay luôn. Giá là 100.000. Áo khoác bi nhá, áo khoác chấm bi này, có khuy cài nhá, ở đằng sau có mũ. Giá bạn. Thế bị áo bò em đang mặc giá là 149.000 nhá. Áo bò em đang mặc ở đằng sau có hình này. Giá là 149.000 ạ. Mình chốt set váy đen áo khoác đỏ nhé chị Nguyễn Thu. Chị Nguyễn Thu để lại cho em xin số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Thu mà lấy thì để lại cho em xin số điện thoại. Váy bên trong hết rồi ạ. Váy bên trong em không bán nhá, hết rồi. Áo khoác bi này có giá là 160.000 nhá, chất cực kỳ dày dặn luôn này. Ở đằng sau có mũ nhá. Giá là 160.000 này. Có khuy cài nhá. 160k, chất cực kỳ dày dặn. Con ra đâu, chị xin lỗi. Gì ấy? Bán đi. Chờ ai chốt? Giá
60.000 nhá. Tôi bảo bà cởi áo bò mặc khoác lên. Còn tôi xem 150 cho ai lấy luôn đi. Gộp đơn xếp vét kẻ nhé. À chị Nguyên Thu là xếp đỏ gộp đơn và là xếp vét kẻ. Chị Nguyên Thu ở đơn rồi. Xếp đỏ 99k. Chị Nguyên Thu là xếp đỏ 99k nè. Đâu ấy nhở? Mọi người đợi em một tí đây chị ơi. Đây nhá, khoác bi này. Khoác bi đây nhá, giá là 160.000. Giá là 160.000 nhá, đây ạ, đằng sau này. Theo khoảng 150.000 luôn nhá, ai lấy đi trước cho em là 150 kèm số điện thoại. Chất len cực kỳ dày luôn. Có à quy cài nhá, mọi người có thể cài quy hoặc là mặc khoác như này cũng được. Giá là 150.000. Ai lấy trước cho em là 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại. Chất len cực kỳ dày dặn nhá. Áo cổ lọ màu kiểu màu nâu nâu, màu hơi nâu nâu. Cái này bao nhiêu bạn? Chất đẹp rồi. Cái này sale 120k nhá, chất len cực kỳ đẹp luôn ạ. Chất len kiểu mềm mượt rất là đẹp, kiểu chất len ép ý. Chất len ép ý rất là đẹp nhá, giá 120.000 này. Giá là 120.000 nhá, ai lấy chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. Hình như là mờ, chả ai chốt lên nữa rồi. 120k kèm số điện thoại nhá, ai lấy không ạ, màu cực kỳ đẹp luôn. Màu cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi mẹ ơi. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi ạ, bởi vì đây là hàng hai hen nhá. Hàng hai hen tuyển chọn mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi ạ. À còn xe vét kẻ chị ạ, xe vét kẻ của nhà em là 99.000 là đang được xả nhá. Chị chốt luôn ở trong line này thì mới có giá là 99k nhá. Nếu mà tắt line đi thì sẽ trở về giá cũ là 130.000 đấy ạ. Áo len này 120 nhá, có ai lấy không ạ? Khoác hồng nhá, khoác màu hồng đậm này. Cái này bà khoác cardigan hồng đậm nhá. Giá là 100k này. Màu hồng đậm giá 100k. Màu hồng ngoài đẹp hơn trong cam này. Nhìn ở trong cam nhìn nó sẫm sẫm kiểu quê quê. Màu ngoài rất đẹp. Giá là 100k nhá. Ai lấy thì comment cho em là hồng 100 kèm số điện thoại. Ai lấy thì comment cho em là hồng 100k kèm số điện thoại nhá. Hồng 100k kèm số điện thoại. À cái váy em đang mặc hết rồi chị ạ. Váy em đang mặc hết rồi. Có người đặt mất rồi ạ. Váy em đang mặc có người đặt mất rồi nhá chị nhá. Váy hồng này, à khoác hồng này giá là 100.000 nhá. Ai lấy khoác hồng này thì comment cho em là hồng 100k kèm số điện thoại đi ạ. Hồng 100k kèm số điện thoại nhá. Không qua lấy à? Không là như là hai ngày sau một lần nhỉ? Một câu một câu đùa. Lấy cho tôi nói một câu. Chị Ngọc Mỹ lấy 100k này. Ngọc Mỹ có số lại cho chị. Không cần. Áo len, váy len nhá, cái này là váy len số này. Ok, em cho chị Ngọc Mỹ rồi ạ. Cái này bà.
Cái váy váy len màu màu ghi nhá, giá là 100 nghìn này. Ở cái số của nó có cái ngọc trai nhá, rất là xinh này. 100k. Hồng 100 nghìn hết rồi ạ. Cái khoác hồng 100k hết rồi nhá. Cái len màu ghi này giá là 100 nghìn luôn này. Ai lấy thì comment cho em là ghi 100k kèm số điện thoại. Ghi 100k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy thì comment cho em là ghi 100k kèm số điện thoại. Áo màu tím này. Áo áo cổ lọ màu tím nhá, ở dưới kiểu bellum ấy ạ. Ở dưới kiểu đuôi cá cái. Ở dưới kiểu đuôi cá nhá, giá là 120 nghìn này. Áo này có giá là 120 nghìn nhá. Màu kiểu màu tím khoai môn nhá, ở trong cam nó hơi hồng hồng một tí. Nhưng mà ở ngoài là màu tím khoai môn nhá, chứ không phải màu hồng hồng đâu ạ. Giá là 120 nghìn nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. 120 tím kèm số điện thoại này. Mặc cái này lên rất là xinh luôn. Mặc lên giá đi rất là xinh nhá. 120 nghìn. Áo khoác màu xanh nhá, áo kiểu zig zag màu xanh nhá. Nhiều trong cam màu là xấu hơn ở ngoài rất là nhiều. Cái này mà. Áo này xả với giá 80 nghìn nhá. Áo xanh này xả với giá 80k này. Áo đâu 90 nghìn nhá, em nhầm giá, xả với giá 90 nghìn nhá. Chất cực kỳ dày dặn luôn. Chất rất là dày luôn, giá 90k. Ai lấy thì comment cho em là 90 kèm số điện thoại. Ai lấy comment là 90 kèm số điện thoại nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn này. Có ai lấy không ạ? Ai lấy thì comment cho em nhá, 90 kèm số điện thoại. Đây nhá, cầm cực kỳ nặng tay luôn ấy ạ. Chất cực kỳ dày dặn nhá. Rất là nặng tay, giá 90 nghìn. Ai lấy thì chốt cho em. Áo màu hồng này, áo len màu hồng nhá. Cổ ren với cả tay ren này rất là đẹp. Màu hồng này là màu hồng kiểu màu hồng phấn nhá. Màu hồng phấn. Đây bà. Giá 90 nghìn nhá, chất cực kỳ dày dặn luôn ạ. Chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Đây này, màu hồng phấn rất là đẹp. Giá 90 nghìn. Ở phần cổ với cả phần tay có ren nhá. Có cả ren rất là xinh, giá 90 nghìn này. Ai lấy thì comment cho em là 90. Chị Huyên Vũ là lấy áo hồng này đúng không ạ? Chị Huyên Vũ là lấy áo hồng này đúng không ạ? Đúng thì ok cho em nhá chị Huyên Vũ. Áo hồng ren 90k nhá. Nếu mà đúng thì ok cho em nhá, giá 90 nghìn. Váy len đen này. Váy len đen ạ. Váy len đen chất len cực kỳ đẹp nhá, chất len kiểu mượt mượt. À, áo len khoác kẻ xanh đúng không ạ? Ok, em chốt cho chị Huyên Vũ áo len áo khoác xanh này. Cực kỳ dày luôn, nặng tay luôn. Cái váy đen này nhá, váy đen có túi ở hai bên này. Đây ạ, chất len cực kỳ đẹp nhá. Ok, em là cái áo khoác xanh đúng không hả chị? Chỉ có áo khoác xanh thôi mà, làm gì có áo khoác nào nữa đâu. Đúng rồi mà. Đúng rồi vâng ạ, ok chị ạ. Cái này mà. Cái này. Này. Đen. Đen có túi ở hai bên. Cái đen có túi ở hai bên nhá, giá là 100 nghìn này. Mẫu này dày dặn. Mẫu này thì dáng suông, rất là dễ mặc rồi. Giá là 100k này. Ai lấy thì comment cho em là 100k.
Ok, em cho chị cái khoác kệ xanh rồi ạ. Cái này giá là 100.000 nhá. Màu đen giá 100.000 nhá, rất là dễ mặc. Ai lấy thì comment cho em là đen 100k kèm số điện thoại. Đen 100k kèm số điện thoại nhá. Váy em đang mặc hết rồi ạ. Váy em đang mặc hết rồi nhá. Cái này giá là 100.000 ạ. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Tầm lầy. Khoác màu xanh xanh chuối. Khoác màu xanh nõn chuối nhá. Đây ạ, khoác màu xanh nõn chuối này. Bà ơi, cái này bị vết à? Chị ơi, Hà Lanh ơi, cái này bị vết này. Áo len màu xanh coban này rất là đẹp này. Áo len cổ ti màu xanh coban nhá. Cái này len cổ ti màu xanh coban này, chất len co giãn này. Màu này là màu xanh coban nhá. Cái này nè. Cái áo này là 80.000 nhá. Áo xanh này có giá là 80k này, chất len cực kỳ dày. Giá là 80.000. Ai lấy thì chốt cho em là 80k kèm số điện thoại. Lấy thì chốt cho em là 80k kèm số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại có ai lấy không ạ? Nếu mà không ai lấy thì bây giờ nhà em xin phép được nghỉ nhá mọi người ơi. Bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ. Mọi người ai có đơn rồi thì inbox cho em xin thông tin địa chỉ để em chốt đơn và ship hàng đi cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em ạ. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.